động 1. Mở đầu. Bây giờ các em cùng khởi động với thầy. Hai tay chống hông, gập cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay cổ. 1, 2, 3, 4, xoay ngược lại. 5, 6, 7, 8, hai tay ngang, xoay khuỷu tay. 1, 2, 3, 4, xoay ngược lại. 5, 6, 7, 8, xoay vai. 1, 2, 3, 4, xoay ngược lại. 5, 6, 7, 8, xoay cánh tay. 1, 2, 3, 4, xoay ngược lại. 5, 6, 7, 8, hai tay chống hông, xoay hông. 1, 2, 3, 4, xoay ngược lại. 5, 6, 7, 8, xoay gối. 1, 2, 3, 4, xoay ngược lại. 5, 6, 7, 8, xoay cổ tay, cổ chân. 1, 2, 3, 4, đổi bên. 5, 6, 7, 8. Bây giờ chúng ta cùng chạy bộ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta bước sang hoạt động thứ hai, hình thành kiến thức mới. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em chương trình học giáo dục thể chất lớp 3. Thứ nhất, chỉnh đốn trang phục, vệ sinh tập luyện. Khi các em đến lớp thì trang phục của em phải là trang phục thể dục, mang giày thể thao, áo phải bỏ vào trong quần, tóc tai phải gọn gàng. Trước giờ tập luyện, các em phải vệ sinh sân tập của mình. Sau khi dọn dẹp vệ sinh và tập luyện xong thì các em nhớ rửa tay và rửa mặt. Thứ hai là nội quy tập luyện. Thầy có 3 nội quy. Nội quy thứ nhất, khi thầy giảng bài thì các em phải tập trung chú ý, không được nói chuyện trong giờ học. Thứ hai, trong quá trình tập luyện, các em phải chăm chỉ, phải có trách nhiệm, và biết giúp đỡ bạn, tham gia tích cực các trò chơi. Thứ ba, khi muốn đi đâu ra ngoài thì phải có sự cho phép của thầy. Nội dung yêu cầu môn học. Chúng ta có 4 chương. Chương thứ nhất là về đội hình, đội ngũ. Yêu cầu các em
biết các khẩu lệnh và thực hiện được tương đối chính xác những điểm cơ bản của các động tác đội hình đội ngũ đã học ở lớp 1 và lớp 2. Thực hiện được những động tác mới học ở mức tương đối. Vận dụng được những kỹ năng đã học vào giờ học thể dục và các hoạt động khác trong, ngoài nhà trường. Chương 2. Bài thể dục phát triển chung. Biết cách thực hiện 8 động tác của bài thể dục phát triển chung nhằm rèn luyện và phát triển thể lực. Thực hiện được các động tác tương đối chính xác, đúng biên độ, phương hướng và nhịp điệu. Thuộc bài thể dục phát triển chung để tự tập luyện hàng ngày. Chương 3. Bài tập rèn luyện tư thế, kỹ năng vận động cơ bản. Yêu cầu biết và thực hiện được tương đối chính xác những kỹ năng đã học ở lớp 1 và lớp 2. Biết và thực hiện được tương đối những động tác mới học. Biết vận dụng để tự rèn luyện tư thế, sức khỏe và thể lực. Ở chương 4, trò chơi vận động. Yêu cầu chơi thành thạo các trò chơi đã học ở lớp 1 và lớp 2. Biết tên chơi. Biết tên trò chơi và cách chơi các trò chơi. Biết tham gia chơi đúng luật và tương đối chủ động với những trò chơi mới. Biết vận dụng để tổ chức chơi các trò chơi với nhau ở trường và ở nhà. Trên đây là 4 nội dung mà ở chương trình giáo dục thể chất lớp 3 mình sẽ học. Thầy cảm ơn các em. Hoạt động 3, luyện tập. Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi tìm số. Cách chơi: các em nhìn lên màn hình và khi thầy nói bất kỳ một con số nào thì các em phải nhanh tay chỉ lên con số đó và cho đúng. Bạn nào làm nhanh nhất là bạn đó sẽ được khen thưởng. Các em chuẩn bị. Các em hãy tìm cho thầy số 9. Các em chỉ vào số 9 giùm thầy nhé. Tiếp tục, lần 2. Các em hãy chỉ giùm thầy số 4. Có em nào nhanh tay không nào? Số 4 nằm ở đâu? Thầy cảm ơn các em. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chơi lần 3. Các em hãy tìm cho thầy số 8. Em nào nhanh tay lẹ mắt nhất? Số 8 nằm ở đâu nào? Thầy cảm ơn các em. Hoạt động 4, vận dụng. Trước khi vào lớp, trang phục của các em phải như thế nào? A. Mặc trang phục nào cũng được. B. Mặc trang phục thể dục. Các em hãy chọn cho mình một đáp án đi nào. Đáp án B phải không nào? Thầy cảm ơn các em. Câu hỏi thứ 2: các em phải làm gì khi muốn đi ra ngoài để đi vệ sinh? A. Khi nào muốn đi thì đi. B. Xin phép thầy trước khi muốn đi ra ngoài. Các em hãy chọn cho mình một đáp án đi nào. Đáp án B phải không nào? Đúng rồi, thầy cảm ơn các em nhé. Thank you.
Hôm nay các em đã biết được chương trình giáo dục thể chất lớp 3 của mình và chơi được một trò chơi, đó là trò chơi tìm số. Các em ở nhà hãy tìm cho mình những con số và hãy tự chơi ở nhà các em nhé. Thầy cảm ơn các em. Bài học tuần sau chúng ta sẽ học đi đều. Xin chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em vào tiết học sau.